Xong anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Ok, hôm nay lại quay trở lại chia sẻ cho anh em một vài cái công thức chơi tài xỉu mà tôi đã nghiên cứu trong cái thời gian này anh em ạ. Nói chung là công thức thì như những lần trước tôi đã nói rồi, nó chỉ mang tính chất tương đối thôi anh em nhé. Đấy, nó chỉ mang tính chất tương đối thôi. Nhưng mà nếu mà anh em áp dụng theo một công thức ấy, áp dụng theo một công thức ấy, thì cái tỷ lệ thắng, cái phần trăm tỷ lệ thắng ấy, nó sẽ cao hơn rất là nhiều, đúng không? Sẽ cao hơn cái việc đó là anh em không biết theo chơi theo như thế nào, mình cứ chơi theo cảm tính, cứ chơi theo cảm xúc, thì rõ ràng là cái xác suất là mình ăn được ấy, nó sẽ thấp hơn rất là nhiều, đúng không? Cái đấy là rõ ràng, tôi nghĩ là ai cũng biết được cái vấn đề đấy rồi, đúng không? Rồi, chắc là lao vào chơi thôi. Công thức thì lại bám với công thức xí ngầu thôi. Tôi sẽ soi qua một lượt xem là nó đang chạy theo công thức gì em nhé. Hơi lag một tí em thông cảm nhé. Hơi lag một tí này. Nhà mạng đợt này làm ăn chán đời quá anh em ạ. Rất là ối rồi ôi luôn. 17 với 16 này. Xét điểm cũng là một trong những công thức khá là hay đấy anh em. Vừa rồi thì nhiều anh em cũng bảo tôi là nghiên cứu công thức xét điểm. Nhưng mà chắc là ở video sau tôi sẽ nghiên cứu công thức xét điểm cho anh em nhé, bởi vì đợt này cũng khá là bận rộn anh em ạ, khá là bận rộn nên anh em thông cảm nhé. Ok, đây là cầu 3 này, 3 này và 1 này, cầu 3 1 này, 3 1 thì mình cứ bám phát 3 1 đã nhỉ, mình cứ bám phát 3 1 đơn giản đã. Nhiều khi mình cứ đánh đơn giản thôi, không cần phải quá phức tạp anh em ạ, thật sự luôn đấy, nhiều khi cứ đánh đơn giản thôi, chứ cứ cầu này cầu kia mẹ đến khi cầu nó đã đi 3-1, 3-1-1-3 đi đẹp thế rồi, nhiều khi không bám để mà chơi, mình cứ chí ngầu hay là xét điểm đấy. Rồi gãy rồi, mẹ mày hơi chủ quan anh em ạ, hơi chủ quan rồi, lặp lại con 16 luôn này, nó lặp lại con 16 luôn anh em ơi, mẹ lạc quá rồi ơi, mẹ đố mấy ông mạng làm ăn đúng một kiểu chán đời luôn nhỉ, làm ăn kiểu này mất khách quá mấy ông ơi. Mẹ có khi phải thay cái mạng như thế này là đéo ổn rồi. Một tháng rồi 3 lít đấy anh em ạ. Một tháng 3 lít đấy nhưng mà nó rất là ối rồi ôi luôn. Rồi thì tôi sẽ chia sẻ công thức bắt xí ngầu anh em nhé. Bắt xí ngầu thì cũng anh em cũng đã chia sẻ rất là nhiều thôi. Rất là nhiều rồi, nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là cái cách chọn xí ngầu thì nhiều anh em tôi thấy là cũng đưa ra những cái phương án nó chưa hợp lý lắm. Đây, cái điểm này 16 này. Thì mình sẽ lấy cái thằng đi ngang này, thằng không đổi vị trí này. Được chưa? 6 này. 6 này vẫn ra tài tiếp này, hay là lag nhờ, ui mẹ mày lag rồi anh em ơi, lag rồi cụ nó luôn này, mẹ em ơi, đang cầu ngon, đúng cái cầu ngon thì lag này, thôi lag rồi anh em ơi, lag rồi. 6 mà tay trước 6 6 16 tay này ra xỉu này, à vẫn tài thì ok, nếu như vẫn đi tài anh em, nếu như vẫn đi tài, tôi nhớ là tay trước 16 điểm đúng không, mà cộng với cái xí ngầu đó là 6 thì bằng 22 chẵn mà đánh ra tài đúng không, chẵn mà ra tài thì nó đi theo cầu nghịch, ok, chẵn mà ra tài thì suy ra nó đi theo cầu nghịch, được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ bắt theo cầu nghịch luôn, nhưng mà nó hơi lag tí anh em ạ, anh em có thể thông cảm với tôi nhá. Đây xí ngầu này là đồ thì nó đi xuống nhá, mình sẽ tìm những xí ngầu đi xuống, nhìn như thế này thì ta có thể thấy luôn đó là thằng này đi ngang này, bỏ này, thằng đi ngang bỏ này, thằng đi xuống này, thằng xí ngầu 3 đi xuống này, ta chọn xí ngầu 3 này, hai thằng này ta bỏ này, được chưa? Xí ngầu 3 là một điểm, 1 cộng 12 11 sẽ là 12 chẵn thì chẵn thì thường là sẽ đánh xỉu đúng không, nhưng mà như tôi vừa nói mình sẽ đảo qua mình đánh tài bởi vì đang đánh cầu nghịch. Ok, một củ luôn đấy, mạng hơi lag một tí, có gì anh em thông cảm với tôi nhá. Mở bát này, hụt tài chứ còn gì nữa mà phải suy nghĩ làm cái gì nữa anh em, công thức đã điểm như thế rồi, quan trọng là cái tay đầu tiên thôi, chứ mẹ mày khi mà đã bắt được đúng cầu rồi, bắt đúng long mạch rồi thì thật ra mà thường tôi chơi tài xỉu của anh em đấy, tức là nhiều anh em sẽ chỉ có đánh được một mặt thôi, chỉ đánh tài. Tôi có một thằng em nhá, nó chuyên môn đánh xỉu luôn, không bao giờ nó đánh tài, ảo thật sự luôn. Ví dụ tay nào mà nó về tài thì nó không đánh luôn đấy, nó nghĩ nó về tài nó sẽ không đánh, thì thường chỉ có một hai tay là nó bỏ thế thôi,
chứ nếu như đánh một mặt ấy thì anh em cứ vào em bu vào em đánh đánh cái mặt đấy thôi. Thì nếu như mà cái giờ nào, ví dụ như trường hợp này nhá, anh em nào chỉ đánh tài này gặp cái cầu này thì anh em sẽ ăn, còn nếu như trường hợp anh em đánh chỉ đánh nhức xỉu thì em sẽ thua ở cái tay này, đúng chưa, ở cái cầu này rõ ràng luôn. Rồi tiếp tục này, ba này, ba cộng 13 16, 16 tiếp tục đánh tài này, phang tiếp một củ này, cứ chẵn là đánh xỉu mà lẻ đánh tài. Những cái trường hợp này thì mình sẽ đánh ngược lại, được chưa, trường hợp này mình sẽ đánh ngược lại, mình đang bắt theo cầu nghịch mà anh em. Hốp dưới, hốp dưới, ui đi con mẹ mình, nó lên 6-3 lên 1 anh em ơi. Ui vãi nhờ, mẹ mình làm đúng sướng luôn này, nặng 6-3 đúng sướng luôn này. Chỉ có một cái đường thua đó là còn một thôi, mà em con không thì nó không có thôi, chỉ có một thôi vẫn lên được, chịu luôn, ảo thật sự luôn anh em ạ, ảo đấy, mẹ em ảo luôn, ảo vãi đái luôn, ảo vãi đái luôn đấy, kinh con nhà mà khủng luôn. 1 này, 10 này, 1 cộng 10 sẽ là 11 đúng không, 11 lẻ này, lẻ thì đánh tài, bởi vì bây giờ nó đảo rồi ấy, bây giờ nó đảo rồi ấy, thì mình sẽ đảo luôn, nó đảo rồi thì mình sẽ đảo luôn, mình sẽ đảo lại với nó luôn anh em, mình sẽ đảo lại luôn, được chưa. Thì nãy là chẵn là mình đánh tài đúng không, bây giờ lẻ là mình đánh tài đấy, cổ tơ đi đấy, thế này đi, mạng bắt đầu ổn định hơn rồi anh em ơi, bắt đầu ổn định hơn rồi, nó phải như thế mà chơi mới sướng anh em. Ừ, gãy rồi đi còn mẹ mày, gãy alo rồi mẹ mày. Tự nhiên đảo nhờ, chưa gì đã đảo nhờ, sai rồi anh em ơi, lốt anh em ơi, lốt anh em ơi, mẹ mày đảo ván này là đúng là sai lầm luôn đấy, sai lầm luôn anh em ạ. Thôi không sao hết anh em nhá, không sao hết, bình tĩnh rồi, bình tĩnh rồi, tiếp tục này, đi ngang tiếp, đi ngang tiếp bỏ này, lấy thằng xí ngầu một này, chọn thằng này này, rồi tôi sẽ ra ngoài này cho anh em dễ hình dung này, đây nhá, xí ngầu một đây, xí ngầu một là con 2 cộng với con 6 cộng lại sẽ bằng 8, được chưa, 8 suy ra chẵn đánh xỉu, đã đảo thì đảo luôn anh em ạ, đã đảo là phải đảo luôn, phang luôn cái xỉu em 12 củ luôn này. Vừa rồi thua hai tay liên tiếp rồi ấy, thì tay thứ ba ta có quyền phang mạnh, được chưa, khi mà anh em thua hai tay liên tục ấy, hai ba tay liên tục gì đấy thì tay tiếp theo đấy mình có thể phang mạnh hơn mở này, hoặc là khi trường hợp mà mình hộp này, cái trường hợp mà mình ăn hai ba tay liên tiếp ấy thì tay thứ tư mình sẽ đánh nhẹ lại, mình sẽ đánh nhẹ lại thôi, hoặc là mình nghỉ một tay đi đấy, chứ đừng có ham hố quá nhiều anh em nhé, đừng có ham hố quá, được chưa đấy, những cái đấy là những kinh nghiệm mà mình cũng đã gọi là trải qua khá là nhiều rồi đấy, thì hy vọng là có thể giúp ích cho anh em áp dụng vào chơi nó dễ dàng hơn, dễ dàng giành chiến thắng hơn. Rồi ok, chắc là tôi sẽ chốt luôn tay này nữa này anh em, nãy giờ thì cũng gọi là khá là lâu rồi, 4 này, máy nó cho xuống đáy này, đáy là 3, có 3 rồi không sợ rồi, xuống này, xuống thì lại tiếp tục hai thằng này lại đi ngang tiếp anh em, lại tiếp tục bắt thằng xí ngầu 3 này, lại có hai thằng đi ngang bắt xí ngầu 3, ok 3 cộng 3 là 1, 1 cộng 4 bằng 5, 5 mới đánh tài, ok làm luôn 3 củ mẹ mới chốt con 3 nó hạ luôn anh em ơi. Mở bát này, tôi xong rồi đi còn mẹ em này, cầu xỉu đáng đẹp này, cầu xỉu đáng đẹp anh em ơi, gãy nhạc rồi, gãy nhạc rồi anh em ơi, gãy nhạc rồi, bắt buộc tiếng này phải all in rồi, lên 8 rồi đấy, lên 8 rồi đấy, bây giờ lên 8 rồi, lên 8 này vẫn có một thằng đi lên thôi, nó hay thật sự luôn, chỉ có một thằng đi lên thôi, 6 cộng 8, 6 cộng 8 sẽ bằng 14, 14 chẵn, ok 14 chẵn phang xỉu rồi, tôi vẫn bám theo xí ngầu anh em ạ, tôi vẫn bám theo xí ngầu thôi, ôn in đây này anh em nhá, tại này mà ăn thì tôi chấp nhận tôi lãi một củ này, còn thua thì thôi anh em biết thế nào rồi đấy, mình chấp nhận thôi đúng không, thắng thua là cái chuyện như lẽ thường tình thôi, thắng thì mình lấy mà thua thì mình chấp nhận thôi anh em, những chuyện này thì trước khi chơi thì anh em phải làm rõ tư tưởng cho bản thân để đến cái lúc ấy thì mình đỡ phải cay cú anh em ạ, đỡ phải cay cú, khi mà cay cú lên rồi thì anh em biết là cái tác hại của nó lớn như thế nào rồi đấy. Rồi mở bát này, hàng về cho lão bản này,
hàng về cho lão bản này, ok chưa anh em ơi, ngọt ngào luôn, ngọt ngào luôn anh em nhá. Ok thì chắc là hôm nay tôi sẽ dừng lại tại đây thôi anh em ạ. Như vậy là vừa rồi tôi cũng đã chia sẻ cho anh em một công thức xí ngầu cũng khá là ok đấy, mình kết hợp với cái phương án vào vốn cho nó phù hợp một tí nữa, thì tôi chắc chắn với anh em là cái khả năng chiến thắng, cái tỷ lệ chiến thắng sẽ cực kỳ cao. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.